Xin chào, mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các người thích những con robot. Nhưng ta muốn hỏi tại sao các người lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư. Và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Trời, đợi đã. Cháu đây rồi Mila.
Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùn vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ, nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cậu bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho, chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kìa. À, Mila gây rắc rối rồi. Hai Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó, Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây lao quá. Đi lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. 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 Bắt lấy nó. Ngươi đi đâu vậy, robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là ngươi đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá, Stan ơi. Xích ra đi, đồ robot. Kem. Kem không. Xin chào cảnh sát Freeze. Chú làm gì ở đây mà sớm vậy chú? Chú đang đợi để đón cháu đây. Đi thôi. Cái gì? Cái gì? Chú đưa Mila đi đâu vậy? Ta đưa Mila vào tù. Xe ba bánh. Mila vào tù rồi. Morpho phải đưa Mila ra ngoài. Nam Morpho giúp đỡ cảnh sát. Thầy cảnh sát sẽ thả Mila. Cậu đang xả rác. Morpho sẽ viết giấy phạt cho cậu. Hả? Mình có làm gì đâu. Đây còn không phải là giấy phạt thật nữa. Cháu thật sự không muốn ở đây lâu chút nào hết. Morpho sẽ giúp cảnh sát thêm nữa. Xe, đi ra khỏi sân trước nhà ta đi. Cháu làm gì ở đây vậy, Morpho? Cháu làm gì vậy? Ông ác với mấy con chim quá. Xe cảnh sát Morpho
cháu không thể đưa người khác vào tù được Marvel. Ôi không! Gì đây? Buồn cười thiệt đó. Ôi không! Xả rác nhiều quá. Ồ, hay thiệt đó. Ủa, mấy cái bánh xe đâu mất rồi? Có gì? Giấy phạt vì xả rác hả? Không được đạp lên cỏ trong công viên sao? Sao ta phải... Mà vào dưới giấy phạt cho. Kỳ cục thiệt đó. Bọn trẻ đúng là thiếu lễ phép. Tuyệt lắm. Thấy thiệt. Hay thật. Và cháu phải luôn nhớ là đừng để vào tù mi là hả? Ma phu mi là cậu không ở tù sao? Không, tớ có vào tù bao giờ đâu. Chú cảnh sát Freeze đưa tớ đến tham quan đồn cảnh sát đó. À, nhưng ma phu muốn cứu mi là ra ngoài và ma phu đưa Freeze bắt vào tù hả? Ôi không, cháu không thể tự dưng đưa người ta vào tù được Morpho. Ta sẽ chơi rất vui với người bạn nhỏ màu đỏ này. Hảo. Mila, Morpho, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Ôi không, tháp của Morpho. Mila, phá hỏng tháp của Morpho rồi. Tớ không làm hỏng tháp của cậu. Cậu phá hư bức tranh rồi, Morpho. Không, Morpho không có. Nào nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Dạ. Dạ được. Hồi hộp quá đi. Mà cái này đã khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng đâu, anh hùng hành động. Với sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không biết vẽ gì nữa. Morpho chắc sẽ nghĩ ra gì đó. Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ. Hả? Ồ, không phải do Morpho đâu. Ba lỡ làm gãy đó. Cái gì? Ồ, vậy ba có làm hỏng tòa tháp của Morpho không? Ờ, phải. Và lấy đồ chơi đi. Đúng vậy. Và bẻ tan nhà. Chắc vậy đó. Mila, Morpho làm bạn lại nha. Dĩ nhiên. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khiến tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Yeah. Oh. Nhìn nè, mó phục như vậy nè. Mó phục nữa, mó phục cũng làm. Đừng lo mó phục, rồi con sẽ làm được thôi. Nhưng không bằng anh bạn nhỏ này đâu. Đây là Boba, thú cưng phép thuật mới của chúng ta đó. Boba thích thổi bong bóng. Cậu ấy thích thổi bong bóng cực kỳ luôn. Wow, thấy chưa? Nhìn vui quá ha. Boba, cao vậy đủ rồi. Thành thứ gì to lớn đi. À, xe tải. Giờ mà còn cứu Mila. Mila. Chuyện gì vậy? Trời rơi xuống. Con đây rồi Boba. Nghe này, con không được thổi bong bóng phép thuật bừa bãi. Chúng sẽ gây rất nhiều rắc rối đó. Ở đây thì không được. Ba ơi, Morpho, con làm bể bong bóng giúp ba nha. Cảm ơn Morpho nha. Ba thấy mày làm. Ba nghĩ là con bé đi hướng đó đó. Tuyệt lắm. Ta
đã rất lo lắng không biết rằng liệu có thấy chiếc xe của mình nữa không. Nè Boba, lần sau có thổi bong bóng thì đừng thổi quá nhiệt tình cho con. Thank you.
Không không, awful, hãy trả về lại trong gương. Đó là awful. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì awful thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng awful sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để awful trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Morpho, hãy chơi với Brahma một lát nha. Chào Morpho, hôm nay cháu thế nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Morpho, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Morpho hả ta? Cháu đi rồi Morpho, giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha, nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm? Là cháu chứ ai, chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Morpho vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Morpho đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Morpho. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Morpho đã trốn rồi. Ôi trời, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Xe của tôi. Cậu đang làm gì vậy hả Morpho? Cậu đang xây dựng cái gì sao? Cái này không vui đâu Morpho. Đây rồi ha, trò đùa như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi Morpho. Nhưng Morpho đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta? Morpho, đưa bọn mình xuống dưới đất. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Morpho. Ai sẽ thắng đây? Và đâu mới là Morpho thật? Chúng ta phải chắc chắn Morpho không thể giả vờ là Morpho nữa. Morpho thành xanh lá đi. Morpho xanh lá. Đợi đó Morpho, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Morpho nữa. Chỉ giỡn thôi, nó không cắn. Ôi, đuổi nó đi đi.
sao cũng được. Cảm ơn các bạn siêu nhân nhiều nha. Chúng tôi phải cảm ơn ai được đây? Các cậu tên gì? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt và không thể tiết lộ danh tính được. Trả lại giải thưởng đây. Nhưng ta chưa bao giờ có giải thưởng này ở trường. Phải. Giờ thì ta chính thức là vũ công ballet tài giỏi nhất. Được rồi, được rồi. Giải thưởng của các người đây. Không, không. Cứ giữ nó đi. Nó viết giỏi nhất trong việc bị bắt. Chúng ta là những nhà vô địch Stan. Chúng ta đang có mặt ở đây với những anh hùng đã cứu tất cả giải thưởng của thành phố chúng ta. Chúng tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn là ai? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt để giấu danh tính. Tên cháu là Troy. Cháu là April Maffa. Cảm ơn Morpho. Lúc nào cháu cũng giúp mọi người như thế này thì tốt quá luôn đó. Làm ơn xuống đây đi cậu Bossy. Morpho à, cháu giúp bà được không? Cậu Bossy bị kẹt ở trên cây rồi, mà bà thì muốn bế nó trên tay như trước. Cháu giúp bà ở cùng nó được không? Không phải là ở cùng nhau như vậy. Nếu các người không trộm xe cảnh sát của ta thì cả hai người đã vào tù rồi. Bọn ta không quan tâm. Đúng đó. Mô phụ, mày quả cháu ở đây. Cháu giúp ta mang bọn cướp để tới đồn cảnh sát có được không hả? Dạ được. Ôi không. Cái gì? Mô phụ, đợi đó. Đưa bọn cướp tới đồn cảnh sát. Nó không đưa chúng ta vào tù kìa Stan. Thoát khỏi đây thôi. Chào Morpho, còn giúp ba nâng mấy cái thùng này được không hả? Chúng nặng quá. Ôi không, Morpho, đừng mang lên mái nhà chứ con. Cháu đây rồi, Morpho. Dạ, có chuyện gì? Anh bạn màu đỏ của cháu cho ta lên cây rồi chạy mất. Dạ, không thể nào đâu. Morpho không có làm. Ta tận mắt chứng kiến mà. Morpho, cháu đưa bọn cướp đi đâu rồi hả? Chúng cháu chưa gặp bọn cướp mà. Ta thấy cháu đã đưa chúng tới đồn rồi mà Morpho. Vậy chúng ta phải bắt chúng lần nữa rồi. Morpho, biến hình thành robot đi. Ôi trời ơi. Con đùa như vậy là hơi quá rồi đó Morpho. Giờ thì đưa mấy cái thùng đó xuống lại đây cho ba ngay. Morpho đi với con cả ngày mà ba. Thiệt hả? Nhưng nó nhìn giống hệt Morpho luôn đó. Có màu đỏ giống y chang Morpho. Ngoài trừ mấy cái đốm màu xanh lá mà thôi. Đốm xanh lá? Hẳn rồi, đó là Orpho. Chúng ta
phải ngăn cậu ấy lại, Morpho. Chào Morpho, cháu giúp ta dọn chỗ này có được không vậy hả? Nhìn kìa Morpho, Orpho đã tự sơn đỏ người mình. Ôi không! Rửa sạch nó đi Morpho. Morpho biến hình thành xe cứu hỏa. Ôi! Cẩn thận Morpho! Đó không phải Morpho. Là Orpho hả? Giờ cậu không lừa ai được nữa đâu Orpho à. Cảm ơn Morpho thật nha. Orpho sẽ trở lại. Wow, mấy đồ chơi cho thú phép thuật này ở đâu ra vậy nhỉ? Morpho, Morpho, hãy dọn dẹp tất cả và tìm hiểu xem chúng từ đâu ra. Yeah. Chỉ có hai tụi mình, trong khi có nhiều đồ chơi quá. Nhờ có thú nhân đồi đó. Thú nhân đồi có thể tạo bản sao của tất cả mọi thứ. Ai vậy ta? Xin chào, chúng tôi là những người thuộc hội hướng đạo sinh. Chúng tôi bán bánh quy. Nhìn ngon đó. Cho tôi mấy cái bánh quy nào. Không, Pila, Morpho, bọn cướp trở mất thú nhân đôi rồi. Cần phải bắt chúng lại, nhưng chúng chạy xa quá rồi. Tụi mình bắt cướp bằng cách nào đây? Xe ba bánh. Cái này chậm quá. Morpho, biến hình thành xe cảnh sát siêu tốc đi nào. Không, chạy đi. Chúng đâu mất rồi? Tớ tưởng chúng chạy hướng này. Hả? Nhìn kìa Morpho, chúng ở phía sau tụi mình. Sao chúng ở đó được hả? Bạn ta tóm các ngươi đây. Ồ không. Thú nhân đôi không có ở đây Morpho. Chúng giấu thú nhân đôi ở đâu vậy ta? Thú nhân đôi? Chắc nó đang nằm trong tay băng cướp nhạc cụ hay là băng cướp Long Vũ rồi đó. Kêu băng cướp quá. Hoặc là nó đang nằm trong tay nhóm cướp Morpho. Morpho, Morpho biến thành... Chúng ta là băng cướp băng cá nhân. Morpho. Thiết bị mới của băng cướp có thể điều khiển thú phép thuật tùy thích mà không cần chủ nhân ra lệnh cho bọn chúng. Có thú nhân đôi trong tay, chúng ta có thể nhân đôi bản thân luôn. Bánh xe hả? Chúng ta không muốn làm nhóm cướp bánh xe, mà chúng ta muốn làm nhóm cướp kìm giấy. Bọn ta nhóm cướp Morpho đã cướp được Morpho. Tuyệt, biến nó thành xe ủi đi, để ta có thể dễ dàng ăn trộm bánh xe. Không, biến thành giúp vỗ lông để vỗ Long Vũ dễ hơn. Người ngốc quá, người ngốc quá. Người mới là ngốc.
Ồ, nhiều mô phổ quá. Yeah. Mô phổ, biến thành xe ủi đi. Mô phổ, biến thành giếp nhổ lông đi. Mô phổ không làm gì hết. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta chưa cho nó vào trong xe cướp. Đừng làm vậy. Nếu chúng ta lấy thú nhân đôi ra, sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Chúng ta trốn. Mô phổ cái kế này biến thành gì đây? Không, mô phổ không có kế gì. Xe ba bánh. Không, không đủ nhanh đâu. Mô phổ cần Mila. Cuối cùng cũng được. Mình cần cứu mô phổ. Mila giúp mô phổ. Mila nghĩ kế đi. Được rồi mô phổ, nhưng có nhiều cướp quá đi. Nếu chúng hợp tác thì tụi mình không thể làm gì. Cướp không hợp tác, cướp chỉ cãi nhau. Thật hả? Nếu vậy chúng ta có cơ hội rồi. Morpho 1 biến thành khủng long bạo chúa. Morpho 2 hãy biến thành robot. Morpho 3 biến thành một cái quạt khổng lồ. Giờ thì cùng hợp tác để thổi đống lông vũ đi. Ô không! Morpho 4 biến thành thanh dốc. Cướp thú nhân đôi đi, ta cần nhiều lông hơn. Không, chúng ta cần nhiều bánh xe hơn, gấp đôi số bánh xe. Ý kiến thật là ngu ngốc. Ý kiến thật là ngu ngốc. Không, chúng ta cần bánh xe. Long vũ. Giờ chúng ta có thể cứu thú nhân đôi. Không nên làm như vậy. Có đó nha. Morpho biến thành một con robot để bắt chúng nào. À, gì vậy? Ôi không. Và có 4 bạn Morpho và 4 tên cướp và mọi chuyện rất ly kỳ. Wow, nghe sợ thiệt đó. Không sợ. Nhưng bọn cướp không hợp tác, trong khi tụi con thì có. Do đó tụi con có thể cứu thú nhân đôi và biến Morpho trở lại thành một. Hai Morpho ôm hai cái luôn. Nè John. Gì hả Stan? Ta mừng là mấy đứa kia đã biến mất, chỉ còn có người ở lại đây với ta. Ồ, ta cũng nghĩ vậy Stan. Ngủ ngon John. Ngủ ngon Stan.